Hà Siêu Quỳnh là con gái của chùm sòng bạc Hồng Hà Sân và bà Hai Lam Quỳnh Anh. Sinh ra và lớn lên trong gia đình phức tạp bậc nhất giới siêu giàu Hồng Kông, Macau. Có thể nói ông chùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân không chỉ nổi tiếng vì sự giàu có, mà còn khiến giới truyền thông tốn giấy mực về tình sử phong lưu của mình. Ông đã tạo nên cả một đại gia tộc với những 4 bà vợ và 17 người con cả trai lẫn gái. Vợ cả của Hà Hồng Sân là Lê Uyển Hoa, một người phụ nữ có gia thế danh giá. Tuy nhiên sau đó bà cả ốm nặng, Hà Hồng Sân quyết định có thêm một người phụ nữ khác để có người càng đáng hậu phương, không được mạnh mẽ có gia thế khủng như bà cả. Cũng kém bà Tư là cánh tay đắc lực trung thành của Hà Hồng Sân, nhưng bà Hai Lam Quỳnh Anh lại là người rất có đầu óc và thủ đoạn. Xuất thân từ gia đình giàu có nhưng đã xuống dốc, Lam Quỳnh Anh khiêu vũ rất giỏi và được mệnh danh là Vũ Hậu. Và cũng nhờ thế mà bà có cơ hội tiếp cận Hà Hồng Sân, khi đó đã 36 tuổi. Năm 1962, Hà Hồng Sân chính thức kết hôn với Lam Quỳnh Anh khi bà mới 19 tuổi. Và ngày 26 tháng 8 cùng năm, sinh ra đứa con gái đầu lòng Hà Siêu Quỳnh. Cũng trong năm đó, Hà Hồng Sân lấy được giấy phép đặc quyền kinh doanh hợp pháp sòng bạc, bước lên đỉnh cao mới của sự nghiệp. Chính vì lý do này, Hà Hồng Sân vô cùng yêu quý cô con gái này, thường xuyên khen ngợi Hà Siêu Quỳnh trời sinh phú quý, có thể mang lại vận may cho mình. Trong lúc này, quan hệ giữa bà cả và bà Hai có thể nói là rất yên bình. Bà cả thường sống ở Macau, còn bà Hai Lam Quỳnh Anh vì thể hiện mình hiểu được lễ nghĩa hiếu thì sống yên lặng ở Hồng Kông gần 15 năm. Đến năm 1972, sau khi lấy cái chết đe dọa, Lam Quỳnh Anh mới được Hà Hồng Sân mang tới gặp mặt cha chồng Hà Thế Quang. Khi đó, thân phận bà Hai của Lam Quỳnh Anh mới chính thức được thừa nhận. Dù được cha hết mực yêu quý, nhưng Hà Siêu Quỳnh cũng bị ảnh hưởng không ít trong giai đoạn này. Vốn là một thiên kim tiểu thư, nhưng suốt mười mấy năm, cô đều bị mẹ dặn dò không được nói cho người khác cha của mình là Hà Hồng Sân. Dù có một thê, một thiếp, nhưng chùm sòng bạc Macau đối xử với hai vợ và các con vô cùng bình đẳng, không để xích mích. Hà Hồng Sân lần lượt có thêm bà Ba, bà Tư và khi đó, cuộc chiến trốn thâm cung nhà họ Hà mới thực sự bắt đầu. Thất thủ trong cuộc chiến giành tình cảm, bà Hai Lam Quỳnh Anh nhận ra rằng việc tranh sủng không bằng, âm thầm chiếm lấy một vị trí trong đế chế thương nghiệp của ông chồng Trăng Hoa. Sau năm 1998, bà Hai gần như không hề công khai lộ diện, tới Canada tranh giành thị phi và chuyên tâm giúp Hà Hồng Sân xử lý công việc. Mà khi đó, con gái cả của bà, Hà Siêu Quỳnh mới bắt đầu thể hiện thực lực của mình. Cô con gái cả tài năng được mệnh danh là Hoàng hậu sòng bạc. Bà Hai sinh cho vua sòng bạc tổng cộng 4 gái, một trai là Hà Siêu Quỳnh, Hà Siêu Phượng, Hà Siêu Gia, Hà Siêu Nghi, Hà Du Long. Có thể nói cả 5 người con này đều thừa hưởng những đặc tính của vua sòng bạc. Ngoại hình xuất sắc, tình sử phong phú, thừa hưởng tài nhạy bén trong kinh doanh của bố. Trong đó, Hà Siêu Quỳnh là người con ưu tú nhất, có thể coi là phiên bản thu nhỏ của cha mình và được mệnh danh là Hoàng hậu sòng bạc hay nữ tỷ phú số 1 Hồng Kông. Năm 1983, Hà Siêu Quỳnh đến ngân hàng để thực tập, nhưng cái danh con gái vua sòng bạc đã khiến cô chẳng có gì để làm. Vì thế, Hà Siêu Quỳnh đã tập trung vào làm việc từ thiện và tạo dựng các mối quan hệ của riêng mình. Năm 1995, Hà Siêu Quỳnh được cha triệu tập đến làm việc ở tập đoàn Tin Đức. Khi đó, đường hàng không đang phát triển và cạnh tranh kịch liệt, đường vận chuyển bằng thuyền bè thì dần dần xuống dốc. Hà Siêu Quỳnh đã đề nghị liên kết giữa sân bay và bến tàu, tạo thành mạng lưới không cảng. Động thái này của cô đã xoay chuyển được đà suy yếu của Tin Đức và khiến tập đoàn này nâng tầm lên rất nhiều lần. Hai mối tình trong sáng thuở thiếu nữ và hôn lễ nghìn tỷ. Dù có tài năng đến cỡ nào thì Hà Siêu Quỳnh cũng chỉ là một người phụ nữ, cũng từng có những mối tình lãng mạn lúc tuổi trẻ. Lúc đó Hà Siêu Quỳnh từng ở đài TVB học tập một thời gian, từng làm ca sĩ kiêm diễn viên và rơi vào lưới tình với Trần Bách Cường. Một người là thiên kim tiểu thư nhà giàu, một người là chàng tài tử đẹp trai. Sau khi cùng quay MV Yêu Em Đậm Sâu, họ đã nhanh chóng trở thành cặp đôi trai tài gái sắc rất được giới trẻ Hồng Kông thập niên 80 mến mộ. Cả hai cũng thường xuyên dành những lời có cánh, thể hiện tình cảm cho nhau trước truyền thông. Năm 1981, vợ chồng con trai bà cả bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông, Hà Siêu Quỳnh bỗng nhiên trở thành người nối nghiệp được Hà Hồng Sân coi trọng. Thân bất do kỳ, mối tình đẹp đẽ này chẳng thể sánh được với sự kỳ vọng của gia tộc. Năm 1990, khi Hà Siêu Quỳnh và Hứa Tấn Hành hứa hôn, Trần Bách Cường lập tức tuyên bố mình đang hẹn hò với bạn gái nước ngoài. Năm 1993, Trần Bách Cường bất ngờ qua đời. Dù đã kết hôn nhưng Hà Siêu Quỳnh đã tới và khóc đến lịm đi ở lễ tang, thậm chí không màng đến phong tục, khiêng linh cữu cho tình cũ. Ngoài Trần Bách Cường thì Hà Siêu Quỳnh còn có một bạn trai tin đồn rất nổi tiếng, đó là Trương Quốc Vinh. Năm 1988, vua sòng bạc và con gái Hà Siêu Quỳnh đã cùng nhau trao cúp 10 đại kim phúc cho Trương Quốc Vinh. Khi đó, Hà Hồng Sân đã đem Trương Quốc Vinh kéo đến bên cạnh con gái và có vẻ muốn thúc đẩy mối nhân duyên cho họ. Cũng vì lẽ đó, tin đồn Trương Quốc Vinh sắp thành con rể của Hà Hồng Sân đã rộ lên khắp nơi. Tuy nhiên năm 1989, khi rời khỏi làng nhạc, Trương Quốc Vinh đã tự mình làm sáng tỏ tin đồn. Sau khi nhìn thấu rất nhiều người và việc, tôi rất khó để tìm một đối tượng yêu đương. Đó là hai mối tình mà Hà Siêu Quỳnh đã trải qua trước hôn lễ thế kỷ với Hứa Tấn Hành. Với Trần Bách Cường là tri kỷ khó tìm, với Trương Quốc Vinh lại là có duyên vô phận. Năm 1991, cuộc hôn lễ nghìn tỷ giữa Hà Siêu Quỳnh và Hứa Tấn Hành đã diễn ra rất long trọng suốt 3 ngày. Những nhân vật nổi tiếng lúc bấy giờ như Thiệu Giật Phu, Thành Long, Trương Quốc Vinh đều có mặt và Mai Diễm Phương đóng vai trò phù dâu.
chú rể Hứa Tấn Hành là con trai của tỷ phú Hứa Thế Huân, người lãnh đạo tập đoàn Trung Kiến, là cháu của thuyền vương Hứa Ái Chu và nhà họ Hứa xếp thứ 15 trong bảng xếp hạng các phú hào. Ngoài ra, Hứa Tấn Hành cũng nổi tiếng phong lưu và thậm chí còn từng định bàn việc cưới hỏi với Lưu Gia Linh nhưng đã chia tay vào năm 1988. Hôn lễ được tổ chức hết sức xa hoa nhưng lại chủ yếu mang ý nghĩa về sự cường cường liên hợp giữa hai gia tộc. Sau khi kết hôn, họ thường xuất hiện trước giới truyền thông với hình ảnh trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Hôn nhân tan vỡ và sự phản nghịch đến muộn của ái nữ vua Sòng Bạc. Trong sự tính toán của vua Sòng Bạc, Hà Siêu Quỳnh có thể mạnh mẽ, có dạ tâm để phụ tá chính mình nhưng lại không thể quá lợi hại để uy hiếp đến quyền lực của mình. Như vậy, mỗi bước trong sự nghiệp của Hà Siêu Quỳnh đều phải nằm trong sự khống chế của cha mình. Tuy nhiên, sự khống chế khắc nghiệt này đã tạo nên mối mâu thuẫn giữa Hứa Tấn Hành, một thiếu gia xuất thân từ gia tộc giàu có và quyền lực khác. Năm 2000, cuộc hôn nhân giữa hai nhà Hà, Hứa đã gần như hữu danh vô thực, tan đàn xẻ nghé sau ít năm mặn nồng. Tuy nhiên, để phân chia rõ ràng lại chẳng phải việc dễ dàng. Chính vì thế mà sau khi tuyên bố ly hôn, Hà Siêu Quỳnh và Hứa Tấn Hành chưa ký tên làm thủ tục ly hôn và ngầm đồng ý cho nhau tự do. Trong lúc này, Hứa Tấn Hành hẹn hò với người đẹp Đặng Khải Hân, Hà Siêu Quỳnh cũng chẳng vừa khi yêu vương từ hộp đêm Dương Chính Long. Dương Chính Long là con trai của ông trùm làng giải trí Dương Thụ Thành. Anh có trong tay câu lạc bộ nổi tiếng nhất Hồng Kông lúc bấy giờ và chìm đắm trong những mối tình chớp nhoáng. Một lãng tử như vậy lại gợi lên sự phản nghịch tới muộn của Hà Siêu Quỳnh. Năm 1999, Hà Siêu Quỳnh và Dương Chính Long bị bắt gặp hẹn hò. Sau đó, thông tin họ ôm hôn nhau đã khiến cho cả Hồng Kông phải chấn động. Hà Hồng Sân đã vô cùng tức giận, công khai mắng Dương Chính Long là kẻ thối nát và tuyên bố cả đời này sẽ không chấp nhận. Ngày 25 tháng 8 năm 2000, ngay trước sinh nhật Hà Siêu Quỳnh một ngày, một chuyện lớn đã xảy ra. Dương Chính Long bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến tàng trữ ma túy. Có nguồn tin cho rằng Dương Chính Long đã bị ông trùm Sòng Bạc gài bẫy vì trong ngày bắt giữ có quá nhiều điểm bất thường. Truyền thông đã biết trước tin tức, khi bắt người lại chẳng hề có khăn trùm đầu. Giới truyền thông gọi đây là cuộc giằng co ác liệt giữa cha con nhà giàu. Hà Hồng Sân cũng đe dọa không chia tài sản cho con gái nếu tiếp tục giữ quan hệ với Dương Chính Long. Ngày 28 tháng 8 năm 2000, hai cha con Hà Siêu Quỳnh công khai họp báo phân rõ giới hạn với Dương Chính Long. Hai ngày sau, Hà Siêu Quỳnh, Hứa Tấn Hành công khai tuyên bố ly hôn. Tuy nhiên, Hà Siêu Quỳnh lại chẳng chịu để việc này kết thúc tại đây. Sau khi Dương Chính Long được phóng thích, Hà Siêu Quỳnh giống như thị uy với cha mình, công khai nắm tay Dương Chính Long trên đường phố và tuyên bố Dương Chính Long không phải kẻ thứ ba. Điều này đã khiến Hà Hồng Sân phải hai lần lên tiếng. Một, sẽ khuyên nhủ con gái, ngoài Dương Chính Long dù con gái tìm ai làm bạn đời cũng sẽ không can thiệp. Hai, nếu muốn cưới cũng được, nhưng nếu cưới thì sẽ hai bàn tay trắng. Có thể nói vua Sòng Bạc đã nắm đúng mạch máu của con gái mình. Trên sân khấu nhà giàu thì tình cha con, tình yêu đều chẳng hề đáng kể, lợi ích và thể diện mới vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất. Sau đủ các tin đồn tình cảm, Hà Siêu Quỳnh còn bị nghi ngờ đồng tính luyến ái. Cụ thể năm 2009, bên cạnh Hà Siêu Quỳnh đã xuất hiện một vị tri kỷ, đó là Du Tranh, một thiên kim tiểu thư sừng sỏ và từng công khai mình là người đồng tính. Từ năm 2009 đến 2012, quan hệ giữa Hà Siêu Quỳnh và Du Tranh dần trở nên thân mật và nhiều lần bị chụp được nắm tay nhau đi dạo phố. Nếu như năm xưa Hà Siêu Quỳnh không thể phản kháng lại cha mình, thì giờ đây cô đã có đủ tư cách nắm trong tay quyền quản lý tập đoàn Tin Đức. Vậy nhưng bản thân Hà Siêu Quỳnh giờ đây tự xây dựng đế chế của riêng mình, không cần dựa vào cái mác con gái trùm Sòng Bạc Macau. Hiện giờ Hà Siêu Quỳnh là một trong những nữ tỷ phú thành công nhất Hồng Kông và Macau với tài sản ròng lên tới 3,8 tỷ đô. Nếu xã hội là một sân khấu lớn, hào môn là cốt truyện bất biến, thì nhà họ Hà là một vở kịch hay mới diễn được một nửa và chỉ riêng Hà Siêu Quỳnh đã là một nhân vật xuất sắc. So với những em trai, em gái con bà Tư luôn cố quảng cáo mình là thiên kim, vương tử của trùm Sòng Bạc, thì Hà Siêu Quỳnh lại luôn mong muốn có thể gỡ được cái mác này ra, dù nó có thể là một lợi thế lớn cho bà.